Hello mọi người nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại channel YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review cho mọi người một sản phẩm hoa nhựa trắng tuyết. Bông này giống kiểu là hoa nhựa trắng tuyết nha, mình sẽ gọi là hoa nhựa trắng tuyết. Hoa nhựa tuyết trắng cũng được. Đây một chành của một cái trụ hoa này của nó thì nó sẽ có rất là nhiều cành nha mọi người. Nó sẽ có rất là nhiều cành và có rất là nhiều bông khác nhau ấy. Một ngày tôi chỉ ngồi đây và ăn với review thôi. Còn đòi cái gì nữa? Nó thích thần anh này. Thầy bảo rồi. Mày được làm xong rồi, mày được nghỉ. Về nhà nghỉ ngơi. Tô màu xong cho bức tranh này rồi nha. Người ta làm nữa, người ta lại thức đêm thức hôm. Thôi. Em không, em chịu. Em không bao giờ có khái niệm đi tán trai nhá. Nên đừng nói từ đấy với em. Cái này thì giá của nó cũng giống như kiểu mấy hoa kia thôi. Vẫn chỉ là quanh quanh 20.000 một cái nhánh như thế này nha mọi người. 15-20.000 gì đấy, dao động quanh đấy nhá. Mọi người có thể đến những cái chợ lớn, chợ đầu mối hay chợ hoa lớn ấy. Hoặc là mọi người không có thời gian thì mọi người có thể tìm kiếm sản phẩm này ở trên Shopee, là cũng có bán rất là nhiều loại và rất là nhiều mẫu mã khác nhau nha. Xong cái video đi, sẽ nghỉ đến 11 giờ xong lại quay tiếp sạc điện thoại. Nghe thôi rào rào. Để mình sạc điện thoại nha mọi người ơi. Các bạn nhớ like, subscribe cho mình nhé. Target ngày hôm nay của mình sẽ là bao nhiêu đây? Mọi người hãy đặt ra target cho mình nha. Hello, xin chào tất cả các bạn đã trở lại với channel. Mọi người hãy đặt cho mình một cái target ngày hôm nay mà mình sẽ đạt được nha mọi người. Cái nóng quá trời cái ơi cái lọ, thề điều hòa kiểu gì mà chả mát thế ấy. Anh Chu ơi, anh có thấy nóng không? Em thấy nóng. Mình nhớ là mình có xóa mà chúng ta diễn đàn. Trời ơi, tôi có nhớ tôi xóa bài này rồi mà sao bây giờ nó vẫn hết lên. Khó hiểu. Thank you.
cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết video review hôm nay của mình nha. Hẹn gặp lại mọi người vào những cái video tiếp theo. Mọi người nhớ ủng hộ cho kênh của mình bằng cách cho mình xin một lượt like, một lượt share, một lượt subscribe nha. Bye bye.